Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Sau khi chia sẻ video làm thế nào để chúng ta khắc phục cái lỗi đó là sau khi chúng ta thay linh kiện vật tư mới như là từ, room hoặc là mực mới của series phân khúc máy văn phòng của hãng Ricoh đuôi 3, đuôi 4 và đuôi 5. Chúng tôi nhận rất nhiều cái phản hồi ngay lập tức sau khi phát hành video là khi mà chúng ta thay linh kiện vật tư mới như chúng tôi đã liệt kê ở phía trên thì gặp cái tình trạng đó là bản in, bản photocopy bị mờ đi dần theo cái số lượng nhân bản mà khách hàng sử dụng. Và anh chị và các bạn có đề xuất là làm một video là chứng minh là sau khi thay đổi thông số hoặc chúng ta thay thế linh kiện vật tư, hộp mực không quay thì chúng ta làm thế nào để cho hộp mực quay, thì trong video này tôi sẽ chứng minh lại để khi mà tôi thay đổi thông số thích hợp thì sau khi chúng ta thay linh kiện vật tư mới, máy sẽ hoạt động bình thường và chế độ cấp mực sẽ ổn định. Và như vậy chúng ta sẽ yên tâm hoàn toàn khi mà chúng ta xử lý cái tình huống máy của khách hàng chúng ta gặp phải. Bây giờ tôi cũng vẫn sử dụng bản gốc này. Và tôi nhấn lệnh nhân bản như lần tôi phát hành video trước đây. Đó là 30 bản copy. Và tôi nhấn lệnh copy. Và chúng ta cũng theo dõi hộp mực như ở video tôi chia sẻ phần trước. Để chúng ta xem là sau khi chạy hết 30 bản thì hộp mực có quay hay không. Và tình huống này rất nhiều anh chị và các bạn, đặc biệt là những em kỹ thuật mới vô nghề, chúng ta khi mà đọc dữ liệu của máy, cái máy nó sẽ auto thích hợp, tương thích với những cái phần điện tích hoặc là tương ứng những phần vật tư mới chúng ta thay vô. Nếu như điện áp bị sai số dẫn tới tình trạng hộp mực không cấp, và với những model series đuôi 3, đuôi 4, đuôi 5 của hãng Ricoh thì khi hộp mực lớn quay, mực sẽ rót xuống khoang chứa thành phần hỗn hợp mực từ ngay lập tức, nó không thông qua trung gian, hopper trung gian như những series máy lớn, máy công nghiệp. Thì tại sao chúng ta phải chắc chắn là hộp mực này có quay trong quá trình máy nhân bản, như vậy chúng ta mới hoàn toàn yên tâm và máy mới chính thức hoạt động ổn định. Nếu không, chúng ta ra về khách hàng sẽ phản hồi lại là máy sẽ bị mờ. Rồi 30 bản vừa rồi hộp mực vẫn đứng im không quay lần nào, và tôi sẽ làm lại một lần nữa để chúng ta chứng minh này. 30 bản tiếp theo. Và với 30 bản tiếp theo này, máy đang ở bản thứ 17 và hộp mực vẫn đang đứng im, không nhúc nhích một chút nào cả. Như vậy là giả sử chúng ta thay từ mới thì sau khi cái lượng bột mực trong thành phần hỗn hợp mực từ khai thác hết, như tôi đã chia sẻ rất nhiều video, khi chúng ta bóc một gói từ mới với cái tỷ lệ tùy theo cái model máy trọng lượng khác nhau, ví dụ như máy công nghiệp là 1 kg, với máy nhỏ khoảng 350 cho đến 500 gram tùy theo model máy. Với những cái máy tiêu chuẩn như tôi đang chia sẻ với anh chị các bạn đây thì khoảng hơn 300 gram, gần 400 gram. Trong cái đó thì có cái thành phần hỗn hợp có tỷ lệ bột mực với bột từ mà nhà sản xuất họ đã tạo ra một cái thành phẩm hỗn hợp chuẩn. Và trong cái thành phần hỗn hợp chuẩn đó, máy sẽ auto chạy được một số lượng bản nhất định duy trì độ nét của bản in và bản photocopy. Ví dụ như trong thành phần đó chúng ta có thể chạy 500 tờ hoặc 1.000 tờ. Đây là tôi nói ví dụ, tôi chưa có một cái số liệu cụ thể cân đong đo đếm khi mà chúng ta test bao nhiêu bản thì sẽ hết cái lượng mực trong cái thành phần hỗn hợp này và máy sẽ mờ dần đi. Và bây giờ tôi sẽ thay đổi cái thông số để chúng ta chứng minh hộp mực sẽ quay. Và đây là trường hợp rất nhiều anh chị và các bạn gặp phải. Và bây giờ tôi sẽ copy nhân bản với số lượng vẫn là 30 và chúng ta sẽ thử xem. Và cũng có nhiều anh chị và các bạn phản hồi đến chúng tôi là hãy chia sẻ những cái thông số chúng tôi cân chỉnh.
Vâng, thưa với anh chị và các bạn, khi phát hành video chia sẻ cho đi thì chúng tôi không phải mang tính chất giấu nghề hay một cái góc độ nào đó, mà khi chúng tôi chia sẻ thì tôi muốn cái sự chia sẻ của chúng tôi sẽ đến đúng người và những người đang cần những cái dữ kiện đó để có thể làm tốt cái công việc của mình, chứ không phải là cái sự chia sẻ nó mang tính chất đó là bất cứ ai cũng có thể làm được. Khi bạn cân chỉnh, bạn phải hiểu cái máy làm việc như thế nào và tại sao tôi phải cân chỉnh cái thông số này. Như anh chị và các bạn đang thấy, máy bắt đầu, cái chế độ quay của hộp mực bắt đầu diễn ra. Và sau khi thay đổi thông số, chúng ta lưu ý là máy sẽ phải kích hoạt cái điện áp để bắt đầu tương thích với cái số liệu ta thay đổi. Và tôi sẽ nhấn lệnh 30 bản lần tiếp theo. Và chúng ta sẽ thấy sau khi tương thích được cái điện áp chúng ta đã thay đổi thì cái vòng mực quay sẽ đều hơn và số lượng quay sẽ nhịp nhàng hơn so với cái lượng bản gốc, cái bản in, bản photo của chúng ta. Máy thực hiện nhân bản, thì chúng ta thấy đây, bình mực bắt đầu quá trình cấp rất đều đó, và số lượng quay nhanh này nó sẽ bù cho 60 bản đầu tiên và gần 30 bản tiếp theo ở cái lệnh sau cân chỉnh để nó đủ cho cái tỷ lệ mực đã bị hao hụt trong khoang mực từ. Sau khi mà setup xong thì chúng ta thấy bắt đầu vòng quay giảm dần so với cái bản chạy ra đó. Khi mà chúng ta chạy thêm số lượng sao chụp thêm nữa, tôi thêm một lệnh nữa, chúng ta sẽ thấy là khi cái tỷ lệ bột mực trong khoang hỗn hợp mực từ đủ để duy trì cái trạng thái nét đẹp của bản in, bản photo thì bộ xử lý sẽ điều hành để hộp cấp mực quay chậm lại. Hoặc bản thân chúng ta khi am hiểu cái nguyên lý hoạt động của máy thì chúng ta cũng hoàn toàn cân chỉnh theo ý muốn của mình. Tốc độ hộp mực quay chậm, ít đi, nhanh lên là phụ thuộc vào những cái thông số chúng ta hiểu biết về máy và những thông số chúng ta đã cài đặt và chúng ta setup cho một cái máy đó. Đó là cái chứng minh mà sau khi tôi phát hành video trước, anh chị và các anh phản hồi, chúng tôi cung cấp thêm một video nữa. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ cân chỉnh một cái chế độ quay cho hộp mực cấp xuống khoang mực từ một cách phù hợp mong muốn của khách hàng hoặc mong muốn sử dụng tùy theo độ phủ mực của bản in, bản photocopy mà anh chị sử dụng. Đó là toàn bộ cái nội dung chúng tôi chia sẻ trong bộ video này. Anh chị và các bạn thực sự quan tâm và muốn nhận đi những cái giá trị chúng tôi trao miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0964405366 để nhận những cái chia sẻ cho đi miễn phí từ chúng tôi. Và đương nhiên để tôn trọng những đồng nghiệp làm cùng ngành, cùng nghề thì chúng tôi sẽ không chia sẻ là chỉnh như thế nào, chỉnh vào mã bao nhiêu. Đó là cái sự tôn trọng cho những cái đồng nghiệp của mình, những anh chị các bạn đang làm nghề kỹ thuật viên. Đó là cái điều bất cứ ngành nghề nào, bất cứ vai trò nào chúng ta cũng phải giữ cái sự tôn trọng nhất định đó. Đó nên anh chị và các bạn hiểu và thông cảm với chúng tôi, hãy liên hệ chúng tôi để nhận riêng khi mà anh chị thực sự có nhu cầu và cần cho công việc của mình. Địa chỉ chúng tôi 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tạm biệt anh chị và các bạn, hẹn gặp lại ở những video chia sẻ chuyên môn chuyên ngành liên quan đến máy photocopy.